Nếu có những biểu hiện dưới đây, thực hiện deep breath ngay. Nếu như bạn đang gặp các biểu hiện như sau: thở nông, hụt hơi, khó hít thở sâu hay mệt mỏi, đừng lơ là, có thể đó là triệu chứng của một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng như cảm lạnh và nhiễm trùng xoang, hen suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, suy tim. Nguyên nhân chính do việc hô hấp kém dẫn đến ít oxy được vận chuyển đến cơ thể, cơ bắp và tế bào, từ đó làm giảm năng suất hoạt động của các chức năng trong cơ thể. Liệu pháp Deep Breath chính là giải pháp giúp bạn tăng năng suất hoạt động của tế bào, đảm bảo chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể, kích hoạt chế độ siêu phục hồi, tăng sức mạnh của hệ hô hấp, tim mạch, phổi, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, tăng cường trao đổi chất, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đặt lịch ngay qua hotline 0901 311 355 để được tư vấn và thăm khám trực tiếp với đội ngũ bác sĩ hàng đầu. Helen Care, trung tâm y sinh học dẫn đầu châu Á, chuyển giao công nghệ độc quyền từ châu Âu. 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355, email info@helencare.vn.